Chỗ này nếu mà như mà ông làm một hàng pro thì nó đến chân của ông chưa? Nó đến chân rồi. Phải hàng dưới. Cái phần kinh phí của nhà ông ấy thì là còn thiếu là 40 triệu nữa. À, nếu như bây giờ không có tiền để mà làm cửa thì để như vậy thì có được không ông? Cái này thì có gì xong thì con chó con gì cứ vào mãi. Trường hợp mà không có kinh phí làm rồi thì là ông sẽ định làm như nào? Không biết làm thế nào. Đan cây rồi. Cái cắt cỏ lấy cái liềm này cắt đây không biết rồi. Cái liềm này á? Cái liềm này là nó cắt thế này là. Ôi. Đi hết đâu. Ôi. Ngón cái này thì ra hết rồi. Bây giờ bỏ cái bóng con trai như nhau. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh bạn em. Thưa các bác, hôm nay cháu Đức lại tiếp tục có mặt ở nhà hai ông cháu của bác ạ. Và hôm nay cháu Đức xuống thì có vẻ như là mấy em thợ thì hôm nay đã tạm dừng lại cái công việc của hôm nay của bác. Còn lý do mấy anh em tạm dừng thì là ở có một chút việc ở trong thôn, cho nên là mấy anh em đi ra bên kia để mà giúp một hôm của bác ạ. Và còn về anh Phòng thì hiện tại là anh ấy đang đi xuống huyện để mà tập huấn là mấy hôm với cô bác đấy. Nhưng mà tuy nhiên là có chú Toán này với lại thêm là vợ anh Phòng với lại thêm là vợ của chú Toán là vẫn tiếp tục là cái công việc cô bác ạ. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì hôm nay là các chú là không có ai đi làm hết cả đấy. Và ngôi nhà hai ông cháu thì hầu như là cũng đã hoàn thiện đâu đó là khá là nhiều rồi cô bác. Các bác nhìn thấy từ xa thì thấy là một cái ngôi nhà rất là đẹp và rất là khang trang ở bạc của nhà hai ông cháu rồi. Hay còn là bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video. Hôm nay cháu Lực đi xuống thì cũng có thêm một tin cũng khá là đáng buồn đấy cô bác ạ. Ra đến đây thì nhìn thấy trâu của ông thì khá là to các bác. Trâu này thì là ông là thuộc dạng là nuôi dõi, một nửa thì là của họ còn một nửa thì là của ông. Nếu như mà sau này là có bán đi cô bác, còn nếu như ông mà muốn lấy con trâu này thì ông phải là giả tiền lại cho nhà mà ông đã nhận con trâu này nuôi. Vậy như trâu thì cũng không có chuồng trại gì cả. Người ở thì đến thời điểm hiện tại thì có một cái ngôi nhà là khang trang như này để ở thôi. Trước kia là hai ông cháu ở một cái ngôi nhà và nó chỉ là như kiểu là một cái lán thôi các bác. Hôm nay đi vào thì không biết là có gặp ông không. Còn là mấy anh em thợ thì hôm nọ điện lúc mà cháu Lực xuống thì là điện là mấy anh em thợ bảo là nay không đi làm. Nhà của ông thì so với lại là cái phần mặt sân thì khá là cao các bác nhá. Ở đây thì sau này là sẽ có là ba cái bậc thang mà đi vào nhà. Không biết là ông với Mạnh là có ở đây không. Đi vào nhà thì tuy nhiên là vẫn chưa được hoàn thiện đâu, nhưng mà đa số đó hầu cũng thấy là khá là sạch các bác ạ. Phòng nào phòng đấy thì đều là sạch sẽ hết rồi. Ở đây thì những cái video mà cháu Lực chia sẻ lên đấy các bác thì các bác cũng đã nhìn thấy được rằng là mấy anh em thợ làm rồi. Có những cái chỗ nào mà sai sót thì cũng rất là mong là các bác thông cảm. Mà tay nghề của mấy anh em lại thợ thì cũng hơi yếu một chút đấy, nhưng mà so với lại là mức giá như thế thì rất là tuyệt vời rồi. Công cán thì cũng rất là rẻ nữa. Ông thì không biết đi đâu, cháu Đức sẽ điện cho ông xem nào. Vì ông cũng có điện thoại hay không bác. Ông còn chơi được cả nhạc chơ nữa chứ. Nhạc này là nhạc tổng đài của bác ạ. Alo. Ông đến đâu ông ơi? Nhà anh Toán rồi. À, ông đến nhà anh Toán rồi à? Vâng. Ông đi đón Mạnh, Mạnh có về không ông?
đi học chưa về? Ồ, mẹ đi học chưa về à? Vâng. Vâng. À, cháu đang ở nhà ông ấy. Vâng. Để mà tí nhá. Vâng. Ông thì vừa rồi cháu được điện đấy các bác, thì ông bảo là đi đón đi đón bé Mạnh ấy, nhưng mà chưa đón được bé Mạnh về. Và ở cái video này thì cháu được đi xuống thì cũng có muốn là sẽ chia sẻ với lại ông với lại tất cả cô bác là một chút về cái phần là kinh phí của ông nữa. Đêm qua đi về cháu được cũng tính toán lại là sổ sách một chút cô bác ạ. Thế còn phía nhà của hai ông cháu hiện tại là vật liệu đấy cô bác, tất cả những cái vật liệu thì đã hầu như là đủ rồi. Thế còn thiếu là một chút là khoản là kinh phí nữa cô bác ạ. Bây giờ thì cái phần kinh phí của ông ấy thì còn đang thiếu là 40 triệu nữa cô bác ạ. 40 triệu này thì sẽ là một cái khoản là một phần là sẽ để cho để mà giả công của mấy anh em thợ. Còn một phần thì sẽ để mà làm cái phần cửa này các bác này. Đấy, tất cả những cái bộ cửa này này. Đấy, cháu Lực là dự định là cái ngôi nhà của ông thì làm hết là 190 triệu đấy các bác. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là khi mà đi làm nhà đấy thì có những cái mà phải là phát sinh thêm. Thành ra là nó sẽ hơn cái mức đấy là một chút đấy các bác. Về cái khoản nhà của hai ông cháu này thì trước là cháu được tính là chưa có kinh phí là gọi là mua bạt này các bác này đấy, nhưng mà thời gian vừa rồi thì các bác theo dõi được rằng là cháu được mua khá là nhiều bạt xuống cho nhà hai ông cháu để mà che xi này, cũng như là che tất cả những cái mọi là ở đằng sau nhà nữa. Thành ra là cái phần đấy thì cũng là một khoản. Còn về một khoản thì cháu Lực cũng mua cho mấy anh em thợ là thức ăn nữa. Đấy, còn là bây giờ thì đợi ông vào thì cháu Lực sẽ nói cho ông là thêm là chi tiết hơn của bác ạ. Sau vài phút đồng hồ thì ông cũng về đến nhà rồi của bác ạ. Nhưng mà tuy nhiên là có một mình là ông là về thôi. Ông thì không biết là định đi chăn trâu hay là định đi đâu đây. Mày anh đi học vẫn chưa về không? Cỏ này có phải là bó cỏ của ông không ấy? Hả? Nhưng mà có phải của ông không? Của ông à? Đây là để lấy cho ngày mai đấy không? Ông là vừa rồi đi tận trong làng kia để mà đón Mạnh à? Ông gửi một lời chào tới các bác nào? Ở quê ăn các chị á. Nhỏ. May thì thợ không đi ai không ai đi làm đâu nhỉ ở đây ấy. Không làm nó vắng. Vâng. Ôi, nhà ông có cái cây này có vẻ là cây này sống dai đấy không ạ, đây này. Có hai quả cà chua này các bác này. À, hai quả cà tím nhưng không phải là cà chua. Cái cây này thì phải nói là từ lúc mà cháu Lực đi xuống là chia sẻ về cái hoàn cảnh của ông thì đã có cái cây này rồi các bác. Cây này có lâu đấy ông nhỉ? Lâu rồi, 2 năm rồi. 2 năm rồi á? Ủa? Có hai cỏ to. À. Lấy đi phơi khô, mấy kia gieo trong. À, thế là ông nhân giống nó lên à? Vâng. Nếu không có chỗ này là để nhà bắt kết trên này. À, thế ông đem quả to ấy lên trên nhà quyết là phơi đấy á? Vâng. Chỗ này ông nọ ông tự làm kè này nhìn cho cũng rộng rãi đấy ông nhỉ? Vâng. Và nếu như mà ông ở nhà đấy các bác hàng ngày ấy đi kiếm đá về này, những lúc mà ông làm xong công việc của ông ấy đi kiếm đá về từ mà kè kè đây thì sau này là một cái khoảng sân khá là lớn. Ông đứng ở đấy nhá, để cháu đứng ở đây cháu hình dung xem nào. Đấy. Từ đây đi. Vâng. Đấy, ở cái tầm vừa dưới lại chỗ của ông đứng các bác, hiện tại thì cái phần là mái hiên này các bác này, mái hiên này thì nó chỉ đua ra là 1,5 mét thôi. Đấy, đua ra là 1,5 mét thôi cho nên là khi mà không phải đua ra 1,5 mét các bác, đua ra 1 mét. Lúc đầu thì định là lấy là 1,5 mét nhưng mà nó ra bên này có nó vóng quá nên là không thể làm được. Làm thế thì sau này nó gió to về ấy là nó bị thổi.
đấy là nó bị thổi cái tôn nó bị bay ra, và hiện tại thì kia là nó vẫn bị dư ra thêm một tấm nữa đấy các bác. Và nếu như mà sau này khi mà hoàn thiện nhà ông xong ấy thì đủ kinh phí ấy, là cháu Đức sẽ tận dụng lại một chút tôn này với lại thêm là sắt này nữa. Sắt này hôm nọ là còn dư ra nhiều không ông nhỉ? Mấy đoạn đấy ông nhỉ? 5-6 đoạn sao? À, 6 đoạn à? 6 đoạn thì nếu mà để lấy hàn lại thì mới thành cây được cô bác. Làm ra đây là một cái mái hiên này. À, nếu như kinh phí lớn thì có thể là dùng bằng tôn xốp, còn kinh phí mà không lớn nữa thì để làm bằng tôn bình thường. Còn nếu mà không có thêm kinh phí thì làm một hàng pro ông nhỉ, chỗ này ấy. Chỗ này nếu mà như mà ông làm một hàng pro thì nó đến chân của ông chưa? Vừa đến chân thôi, không phải hàng dưới. Một hàng pro hàng thì đấy cái hôm nọ nói vào. À không, nhưng mà cái nhưng mà nếu mà để cho nó nhìn nó đẹp đẹp hơn ấy, thì là lấy cái cú kia không được đâu. Hôm nọ thì lúc đầu thì định làm đua đây 1.5 mét này các bác này, là đến gần đến đầu của ông ấy, đến tầm đến đây này, tầm đến đây ông cho lực chỉ để ra đến đây vào, nhưng mà nó bị vóng quá, sợ rằng là gió to nó bị lật cái ngôi nhà nó đi ấy, không bác, bây giờ là không có để được thế nữa. Đấy, và hôm nay thì đi xuống nhà ông ấy thì cũng có một cái câu chuyện thì muốn là nói với lại ông. Đấy, hiện tại thì cái phần kinh phí của nhà ông ấy thì là còn thiếu là 40 triệu nữa. Đây còn thiếu là 40 triệu nữa, nhưng mà trong thời gian tới nếu như có các bác khán giả mà ủng hộ thêm thì là sẽ có tiền để mà làm cửa ông ạ. Còn nếu như không có tiền để làm cửa ấy, thì là cái khoản này thì sẽ để mà làm cái gì đấy tạm xong mà để vào thôi. Đấy. Và bây giờ thì vẫn còn đang là nợ của mấy anh em thợ là 30 triệu và 30 triệu tiền công nữa. Đấy, và thêm là cái khoản để mà làm cửa này này kia này. Cửa này thì chắc là đâu đó cũng rơi vào tầm độ làm mấy chục đấy cô bác ạ, cũng khá là cao. Đấy, hiện tại thì nhà của ông thì vẫn còn là còn mỗi cái cửa là chưa hoàn thiện thôi. Đấy, tất cả mọi cái thì đã hoàn thiện hết rồi. Thế thì làm sao mà mong sao thì được các bác là trợ duyên tới hai ông cháu để mà giúp cho hai ông cháu đủ tiền để mà làm cửa cũng như là làm cái phần sân này nữa. Hiện tại si thì chắc phải lấy thêm, si thì hết rồi. Si hết rồi. Và như cửa này thì nếu mà bây giờ để mà đổ cái phần cái phần cầu thang đấy các bác, đổ từ ra đây đi, từ tận cái móng ở bên này các bác, tận móng bên kia thì nó sẽ không đẹp. Đấy, chỉ có đổ ra đến cái phần này thôi. Đấy, cái này thì làm 3 bậc thang lên. Đấy, hiện tại thì cái phần nước nếu mà như mà để đây thì dép vẫn được rồi. Đấy, cầu thang này chắc là ra đến tận đến đây này các bác, tận chân của cháu Lực này. Đấy, tận chân của cháu Lực này, cầu thang ấy. Này là sau này là chỗ này vẫn còn phải hạ thấp xuống ấy ông ạ. Vâng. Hạ thấp được. Trong này là phải hạ thấp thì xuống thì nó mới làm được cầu thang, còn hạ xong thì là đổ xi vào. À, nếu như bây giờ không có tiền để mà làm cửa thì để như vậy thì có được không ông? Cái này thì có gì trong thì con chó con gì cũng vào mãi. Nhưng mà nếu như mà cháu đang trường hợp mà không có kinh phí làm rồi thì là ông sẽ định làm như nào? Không biết là thế nào đan cây nào nếu như kinh phí không được là lấy cái cây về đan xong rồi làm cửa như mấy cái cửa bình thường của ông đây nhở. Bác hàng xóm thì không biết là đi đâu, chắc là ra chiêm ngưỡng nhà của bác ạ. Đấy, bây giờ thì kinh phí không có đủ ấy, cháu cũng không có biết là cái cách nào để mà giúp đỡ cho ông nữa các bác. Thì nếu như vừa rồi ông cũng nói là kinh phí không có đủ ấy là đi lấy cây về để mà làm phần cửa này thôi các bác ạ. À. Làm mà nếu mà lấy cây làm thì nó sẽ khá là xấu. Với lại là nó sẽ không có được chắc chắn. Bác thì vừa đi đâu về bác? Đi nhà về, đi bác Hú à bác? Bố Khuyết đây, nó về trong nhà rồi. À, bố Khuyết á? Thế là ông là bác của Quyết à? Ông Quyết đấy. À, ông của Quyết à? Quyết đi đâu rồi ông?
Thế thì họ cũng về, thứ sáu mới về. À, quyết là đến thứ sáu mới về đúng không? Vâng. Còn thêm có con... nhưng mà bố mẹ quyết đâu hết rồi không? Mẹ cũng thơm đi năm biển dưới rồi. Mẹ cũng thơm á? Bố thì đi làm. Bố đi làm Trung Quốc à? Hay làm đâu? Thế à, bố của Quyết là đi Trung Quốc, mẹ của Quyết là đi vào bệnh viện. Vâng. Nhưng mà ai bị làm sao không? Qua nó làm dao cắt tay một ngón. Đi một ngón á? Vâng. Đi tầm nào không? Đi chụp một cái này đi hết rồi. Thế là cắt một ngón là đi hết á? Vâng. Đấy, bây giờ là đang nằm ở viện à? Nằm viện. Đấy là cái em nhất nhất kia đấy à? Thơm thôi. À chị, thơm à? Chị biết. Là chị cả à? Vâng, chị cả đấy. Rồi. Rồi. Cái cắt cỏ lấy cái liềm này cắt tay ra không biết à. Cái liềm này á? Cái liềm này là nó cắt thế này là... Ôi. Đi hết đâu. Ôi. Cái mặc khẻ thế này. Đi một ngón nào? Ngón cái này thì ra hết rồi. À. Bây giờ bỏ cái bóng trong chai như nhau. Cái đoạn này. À. Thế cắt cả ngón tay ra? Cắt ra rồi. Ôi, nghe sao cảm thấy như là dùng mình thế nhỉ? Ừ. Ở trên cháu Lực thì trẻ con này đi cắt cỏ. Ngày chủ nhật. À. Đây là ngày chủ nhật là hôm kia đấy à? Hôm kia. Hôm kia. Hôm qua. Thế là hôm qua thì cốc mài à? Đi sớm. Ủa, bị cắt, nếu mà bị cắt ra một đốt một ngón tay nếu bác này. Thế là ngón tay là bây giờ đang giữ ở trên nhà đấy à? Cái đòn giữ không tiếp miếng nước cho vào mà mất. À. Châu con lợn. Cho lợn ăn á? Con lợn nhé. Vào trong con chó. À, thế là bác là ở nhà là giúp bố mẹ Quyết là cho lợn cho gà ăn đúng không? À, thế là còn vừa rồi ông nói là cái ngón tay của Thơm là để vào trong túi bóng ngâm rượu đúng không? Vâng. Nó mới không bị thối đúng không? Vâng. À. Này các bác đừng có nghĩ hiểu lầm là ngâm rượu để uống các bác nhá, là ngâm ngâm để cho nó bị thối ấy. Tát là nước lẻ và do cắt hai cây. À. Cỏ cho con mình. Ủa. Không biết là bao giờ mới về đây. Bây giờ chắc phải tầm độ cắt tay phải tay trái không? Cắt tay trái à? Cắt tay trái thì không phải tay cầm bút đâu. Nhưng mà chắc là nếu mà để về hồi phục ấy chắc phải tầm độ một tháng. Đi để bảo năm sống anh. À. Ông đi thăm chưa? Có đi mà. Ông đi thăm đi vào giấy hiền thì cũng vào thành. À, hôm qua là đi thăm, à hôm qua là ông đi làm giấy tờ xong đi thăm à? Vâng. Và thăm xem bác sĩ nó tháo cái xương này ra. À. Cái xương này ra nó mới là kéo ra nó mới khâu được. À. Cũng bao nhau đi. Đấy, rất là nguy hiểm. Đi phụ ở nhà là phụ bố mẹ đi cắt cỏ đấy các bác, những cái ngày mà cuối tuần đi về ấy là phụ bố mẹ đi cắt cỏ ở nhà là cắt trúng tay này. Nghe ông nói rồi là cháu Lực được thấy đấy là khá là dùng mình rồi. Đấy quay trở lại cái câu chuyện mà cái kinh phí của nhà ông không đủ đấy các bác ạ. Để nếu như mà sau này mà cái trường hợp mà không có duyên với các bác thì những cái phần cửa này các bác thì theo như ông là đi dùng đi lấy cái cây về để mà làm. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là vật liệu tất cả mọi cái các bác thì hầu như là đủ hết rồi. Bếp núc này, nhà vệ sinh, ống nước tất cả mọi cái cho Lực là đều là lấy về hết rồi. Hiện tại thì cái phần cửa này đấy, tổng cộng là cái tiền quý nhà ông thì đang thiếu là tầm độ 40 triệu nữa. Đấy, nhưng mà nếu mà có đủ 40 triệu ấy, thì là tiền công thợ thì sẽ giả hết này. Với lại là nhà của ông thì sẽ hoàn thiện hết nữa. Ở dưới kia thì có mấy bạn nhỏ rất là đi theo bố mẹ đi cắt cỏ hay sao ấy nhỉ? À, là anh em đấy à? À. Bố mà. À. Không biết là hôm nay thì mấy anh em đội thợ thì đã hoàn thiện xong cái phần bể phốt rồi chưa? Bể phốt thì cháu Lực cũng làm cho mấy em thợ là làm mà khá là xa các bác ạ. Đây đi xuống dưới chắc phải tầm độ là 7 đến 8 mét một chút.
bảo cho mấy anh em thợ là chôn cái ống nhựa này này các bác, chôn cái ống nhựa tiền phong này sau xuống này, sau này mà thí dụ như ông có làm mà cái phần bếp củi đây thì ông đốt thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng gì đến cả. Ôi, mấy cái bao xi kìa ông ạ, cái này hết đi. Đốt cháy được. Vâng. Và những cái bao này bây giờ đang trong quá trình làm đúng không bác? Thì nó sẽ hơi lung tung tí, nhưng mà làm đến đâu thì là dọn dẹp tới đấy. Đấy, trên này cũng có này. Mấy cái bao này là cái bao mà hôm nọ là để cái gạch này các bác này, thành ra là lâu lắm rồi. Cái nào còn được thì dùng để cất đi ông ạ. Trẻ con nó còn đập gạch ra để từng viên chứ nhỉ. Này chắc là giang với lại là khuyết này. Đi nhặt những cái màu của gạch về để mà xếp ra. Ván gỗ này ông để đập cho cái xi nó ra này, sau này nó mới không dính xi nhiều ạ. Phơi mai nắng phơi khô mới đứt cháy được. Ông cứ phơi nắng thì mai nó mới cháy. Không biết là ống nhựa này mà anh em thợ đã cắt chưa? À, chưa cắt này các bác. Ống này thì là mang về, ống này để làm ống nước chạy ở trong nhà, chạy trong nhà vệ sinh nữa. Bao tay của thợ này không? Cái con mai cuông về chỉ éo vậy có được không? Dạ. À, để vào trong sọt này không này? Ông ạ, một tí nữa xếp cái ván gỗ như này này ông ạ. Này chắc là để mai khô mới đốt được ông này, cái này ấy. Bây giờ thì sẽ cùng ông là bóc cái tấm ván gỗ ra để phía bên này ông nhỉ. Cái này ông cứ để ở bên này đi ông, để mai nếu mà khô thì mình đốt đấy luôn ông. Này chắc là mấy hôm nay là không mưa thành cả mưa thành ra là mấy anh em thợ là không có đốt được các bác ạ. Tấm ván gỗ thì ông cháu mình xếp ở đây ông nhỉ. Cái gì trồng đây một cột để buộc cái này vào không nhỉ? Đây. Cái này nhá, để nó đi lên đây kia thì đấy. Đây cho lấy buộc này. Thợ là dùng dây này buộc này không? Ôi, không có mặc lâu chắc. Cái này gỡ ra được không ạ bây giờ ấy? Gạch, cái tấm ván gỗ là ở bên kia còn nữa không nhỉ? Bên kia còn.
cây này có buộc cái gì không? À có đấy. Cái kia chắc là xếp dọc ở đây xuống đấy. Xếp dọc hay xếp ngang không? Đây. Ông phải để dưới cây cơ. Đấy. Hạ cái này xuống không? Không hạ cái này xuống. Ui, ván này nhìn trông thế thôi mà cũng nhiều phết đấy ông nhờ. Và những cái ván này thì là mấy nữa sẽ tận dụng lại để cho ông để làm bếp các bác ạ. Chỉ cần đi lấy cột về thôi. Ván này cũng nặng phết đấy ông nhỉ? Tấm chắc phải mấy cân đấy. Xì. À. Đây phải đập đập mạnh nên nó mới xì nó mới ra được. Ra đến. Mới ra nó mới nhẹ hơn. Thì cái dầu không, nhưng mà mấy nữa mình làm ván này không sao đâu mà ông này. Nó mới chắc không ạ mấy nữa ấy? Dạ. Xì thì không mọt được. Đấy có xì này vào thì nó không mọt được. Bên kia còn mấy tấm nữa không nhỉ, bên kia? Không sắp rơi không? Dọn chỗ này xong nhìn một tí nữa nhìn sẽ khác hẳn luôn không ạ? Mấy cái bao này mấy nữa ông có lấy lại không mấy cái bao này? Lấy gì giặt. Mấy nữa ông đem đi xong là đi khâu ông nhỉ? Khâu xong là cái vỏ bao nó còn chắc hơn cả cái tấm bạt tấm bạt kia này ông ạ. Nó được lâu hơn đấy. Được trùng lên bên kia. Cái đu đủ bị gáy rồi. Vâng. Con ngọ chắc là không để ý ông ạ. Bác hộ cháu lấy mấy cái tấm kia ra bác. Bác hộ ông sò tí. Bên này còn mấy tấm nữa các bác. Đang vừa nhờ thêm là ông của Quyết là hộ. Thế là buổi tối là bác ngủ trên này thôi à? Buổi tối bác ngủ trên này à? À. Cái này thì là chỗ này thì vẫn kè rồi các bác ạ. Đấy nhưng mà tuy nhiên là ơi chuột ông. Đi đâu rồi? Ấy chuột nhiều quá. Ấy kìa không? Dưới kia đây kia đâu? Ông ấy đang bắt chuột các bác ạ.
ở dưới đấy không? Không, một cái tấm bạt đấy thôi, ở cái tấm đấy thôi, đấy. Đây, hai ông đang xem là liệu nó có bắt được chuột không? Đâu rồi ta? Sợ mộng với người ta. Các bạn đi vào dưới khe này đúng không ạ? Ôi! Sẽ đi xuống nữa. Cái gì khóa được à? Chỗ đấy có sâu không? Rồi sâu rồi đấy. Cái này là để ở ngoài trời lâu quá không được đâu. Mấy nữa làm xong thì làm nhà xong thì dọn dẹp thì để cất ở chỗ khác thôi cô bác ạ. Mày vừa may quá nhờ được bác để mà phụ ông chứ không là và cũng không phụ được. Nó nhanh hơn ấy. Tốc độ làm việc nó nhanh hơn. Đấy, mấy cái vỏ bao này mấy hôm nọ không đốt đi, bây giờ chuột nó còn đi vào trong rồi đấy. Đây đây này, một đống rác rồi. Để dọn những cái phần ở phía bên ngoài thôi, còn ở trong nhà thì không có gì để mà dọn cô bác. Trong nhà thì mấy anh em thợ làm thì đã đều là dọn sạch hết rồi. Mấy cái bao này là hôm nọ là ông bảo là không đốt đấy, để mấy nữa ông đem đi giặt cái phần giấy ở bên ngoài ra, xong rồi lấy cái vỏ bạt là ông khâu lại để mà làm bạt. Đẹp thật đây. Có vẻ như chó nhà trên đấy là sủa nhiều quá nhỉ? Chắc là có ai về sao ấy? Nó đi vào sâu rồi không ạ? Sau này những cái gì này ông lấy cỏ voi về trồng ấy ông ạ nhờ? Trong này làm lên hàng rào ấy không? À. Cái ông đấy ông đừng cho mạnh lấy mạnh về, đừng lấy cho mạnh lấy dao chặt đâu nhá. Không là mình nướng nối không được đâu ấy. Mà cái cây này nó bị dính xi rồi, mấy nữa ông đem đi bổ làm củi đi ông, cây này. Đó nó xuống vào. Vâng. Anh như vừa rồi đầu cho lực cung đá chia sẻ lên với cô bác ạ. Nếu như mà trong tình huống mà không đủ kinh phí làm nhà phải không, làm cửa sổ đấy thì sẽ chọn là cái phương án là cùng ông là đi lấy cây về để mà che những cái phần cửa sổ thôi cô bác. Cát thì cát này chắc là mấy anh em thợ là phải lấy thêm đấy không nhỉ? Cát này thì là mới lấy thôi các bác ạ. Cát này thì hiện tại là vẫn còn thiếu, nhưng mà mấy anh em thợ sẽ có trách nhiệm là sẽ tự lấy hết.
Mai thì mai nếu mà khô khô thì ông gom gom xong ông đốt đi nhau nhá. Mấy hôm nữa mấy em thợ vâng. Ông thì cái nào tận dụng được là ông sẽ tận dụng lại các bác ạ. Để thành ra là nếu mà để mà đốt đi nhiều nhiều quá là còn nó phí ra. Cái này để mà khâu phơi thóc nhá ông nhỉ? Không khâu, khâu để mà phơi thóc thì cũng khá là chắc chắn. À. Thế tối nay ông lại ở trên nhà khác ở một mình trên đấy rồi không? Thế buổi tối thì xuống đây nói chuyện với ông sò cho đứa buồn nhỉ? Ai cũng không ở mình khác. Trong thời gian tới thì cháu Lực rất là mong là sẽ được sự trợ duyên của các bác là giúp đỡ cho hai ông cháu về cái khoản là kinh phí của bác. Bây giờ thứ nhất là nhà còn chưa hoàn thiện thì không dám mơ tưởng tới thứ khác nữa. Dĩ có tùy hơn, làm cái kiên một cái. Đây có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Với lại ông thêm là xem là cái gì cần xem xét để cho ngày mai mấy anh em thợ là đi vào hoàn thiện hay là sửa sang thêm nữa. Và không xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết cái video của cháu Lực là đăng tải lên. Trong thời gian tới thì rất là mong sẽ được sự ủng hộ của các bác là giúp đỡ cho hai ông cháu thêm một chút kinh phí nữa. Và lời cuối cùng thì hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở chương sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Ông gửi lời chào tạm biệt tới tất cả các bác nào. Chào các bác, các chị nhá. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.